sắc rơi ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không. Kính thỉnh hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận, cây cao hay rừng rậm, trong nhà hay đi chùa đông là cái ngày rằm thượng nguyên.
tức là ngày rằm tháng giêng. Hôm nay chúng ta còn vào cái ngày mùng 8, cũng là một cái ngày ngày mai, tức là còn gọi là ngày vía, vía Ngọc Hoàng. Nhiều vía quá, thành ra không biết ba hồn chín vía rồi, thành ra không biết vía ngày nào để gọi là. Nhưng mà những cái ngày đầu năm là những ngày rất là an lành. Ngày mùng 8 á, ở bên Phật giáo là cái ngày khai kinh cầu an để tụng về ký tường, về an lành. Và các ngôi chùa họ hay khai cái đàn gọi là đàn dược sư, tức là đàn để mà đèn quang minh và đèn dược sư, tức là để cầu nguyện an lành cho các Phật tử tai qua nạn khỏi trong gia đình của mình, và suốt cho tới ngày rằm tháng giêng. Chắc chắn đó là những cái điều tín ngưỡng rất là đẹp và cũng là quý giá dành cho những người con Phật, nếu mà các Phật tử có niềm tin. Hôm nay chúng ta sẽ nhân vào cái ngày mùng 8, sẽ nói vào cái đề tài của kinh điển, như cái lời hứa trước kia của Thầy, tức là chúng ta sẽ có dành một cái thời gian dài để nói một cái bộ kinh gần gũi và thiết yếu cho cái người Phật tử, đó là kinh Bát Đại Nhân Giác. Hôm nay ngày mùng 8. Và chữ Bát Đại Nhân Giác để nói rằng là dịch cho chính xác đúng nghĩa của nó, tức là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Bậc đại nhân ở đây là không phải là đại nhân với tiểu nhân, mà đại nhân ở đây là được nói trong kinh là để ví lên những cái vị là Bồ Tát, Thượng Sĩ, hay có thể nói rằng đó là Đức Phật. Và tám điều này á là điều giác ngộ, nghĩa là những cái phương thức hay là những cái nhận thức về cái giáo lý làm cho cái người tu hành Bồ Tát giác ngộ. Và Bồ Tát đó cũng để chỉ cho tất cả các cái hàng Phật tử tại gia và xuất gia, gọi là Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Nhân điều này chúng ta sẽ nói một số rất là rộng rãi về cái quan điểm về Bồ Tát Đạo. Cho nên cái bài kinh này có lẽ sẽ được chia ra nhiều đoạn. Tám điều này có thể kéo dài khoảng 10 hoặc là 12 buổi giảng mới có thể hết. Thật ra thì cái bài kinh, cái quyển kinh này, cái bài kinh này nó ngắn lắm. Nó vào khoảng giống như bài Bát Nhã Tâm Kinh 260 từ, thì bài này cũng từ 200 mấy chục từ trở lại chứ không có nhiều. Nhưng mà cái nội hàm của nó, tức là cái công dụng của nó và cái mà để phân tích từ và pháp số và để cho các Phật tử hiểu thế nào về cái nhận thức về thế giới quan, hay gọi là nhận thức về nhân sinh quan của Phật giáo, sẽ căn cứ vào trong bài kinh này. Cho nên nếu mà một Phật tử chúng ta mà chúng ta hiểu được về cái thế giới quan của Phật giáo và nhân sinh quan của Phật giáo, thì chúng ta sẽ đi đúng đạo lộ, được gọi là chánh tín, không có mê lầm, không có sợ hãi và không có cầu mong, mà chúng ta gọi là cái phần dấn thân và ứng dụng. Cái điều quan trọng của Phật học là trong chỉ cần trong 8 điều này thôi. 8 điều này thật ra là 8 điều giác ngộ mà được Đức Phật nói ra rải rác trong tạng kinh, được kết tập trở lại. Và khi được kết tập trở lại thành một cái từ chung là kinh Bát Đại Nhân Giác, nhằm mục đích để giới thiệu chúng ta biết được những cái nhận thức và ứng dụng thế nào để cho cái giá trị của Phật giáo hay là giá trị của người con Phật đó, biến cái cõi nhân gian này trở thành tịnh độ hay là tịnh hóa nhân gian. Cho nên cái đề kinh thì mình thấy là rất là đơn giản, và những điều này nó có một cái giá trị sâu xa và đòi hỏi là phải các Phật tử học những cái pháp số và phân tích rất là chi tiết. Cho nên Thầy sẽ dành những cái thời gian để minh họa trong cái lời dạy trong kinh. Và các Phật tử đang nghe giảng tuyệt đối không có nói chuyện ở phía sau, sẽ làm loạn đi cái các Phật tử đang lắng nghe. Cho nên khi mà chúng ta nghe kinh thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có từng cái phần. Tám điều này được có thể là một điều là một điều giác ngộ, cũng là một cái bài kinh và là một cái sự dụng công tu tập, chứ không phải nó là 8 điều gộp lại nó đủ cho chúng ta tu tập. Chúng ta chỉ cần giác ngộ một điều thôi thì chúng ta cũng có thể thành tựu được một cái sự nghiệp Phật pháp hay có thể chứng được thánh quả. Nói một cách khác là giống như mình nói là cái biển á, thì mênh mông lắm, biển cả mênh mông lắm, nhưng mà không phải là uống hết nước biển mới biết được nó mặn. Chỉ cần chấm tay đụng một giọt vào trong miệng là các vị biết là cái vị mặn của biển nó ra sao rồi.
Cũng như tôi nói là tắm biển không phải là cái bằng lội hết cái biển này qua biển kia, hoặc là ở giữa biển mới gọi là tắm biển. Chỉ cần bước xuống dòng nước mà đang ở trên bờ biển nào thì các vị cũng là tắm biển rồi. Thành ra tám điều giác ngộ này cũng giống vậy, chỉ cần một điều mà các vị có thể gọi là thông suốt rồi là coi như là hốt nhiên đại ngộ. Giống như cái minh quan của mình là nó có nhiều cửa lắm, nhưng mà không phải là đợi là các vị phải mở hết tất cả các cửa mới vào được cái trong phòng này, mà chỉ cần nghĩa là cửa đường nhà bếp, cửa phía sau, cửa phía trái, cửa bên hông, hoặc là trên lầu đi xuống, chỗ nào mà các vị có thể vào được trong nhà thì các vị đã thâm nhập được cái biển cả của Phật pháp. Nó cũng giống như vậy. Đây là cái phần giới thiệu trước khi chúng ta vào cái văn bản của kinh, bởi vì bài kinh này nó rất là ngắn gọn, xúc tích nhưng mà rất là hay. Và chúng ta cũng nhân cái dịp đầu năm, tức là ngày mùng 8, thì chúng ta cũng sẽ chọn cái bài gọi là Bát Đại Nhân Giác, tức là 8 cái điều của giác ngộ này, để mà nhằm khích lệ, khai phóng và đồng thời đó là thâm nhập cho chúng ta, những người Phật tử có khả năng ứng dụng cái giáo lý trong cái đời sống nhân sinh của mình. Bài kinh này được rất là nhiều vị giảng, và cái cách mà trình bày cũng là nhiều. Ở ví dụ như ở làng Mai của sông Nhất Hạnh đó là trình bày bằng một cách khác, rồi Hòa Thượng Thanh Từ sẽ trình bày một cách khác, hay là Hòa Thượng Tinh Vân sẽ trình bày một cách khác. Mỗi vị có một cái nhìn về cái bài giảng này. Do vậy đó thì thầy cũng sẽ đó là giới thiệu để đó là giảng qua cái ứng dụng của mình để các Phật tử có thể dễ dàng thâm nhập và hiểu biết, chứ còn không có nghĩa là mình lạm dụng hoặc là mình đã nói thêm vào hoặc làm cho nó hay hơn, không phải là như vậy. Cũng giống như cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, các vị biết rằng nó rất là ngắn, nhưng mà nó là tâm kinh, tức là nó cô đọng cả nguyên một cái đại tạng Bát Nhã. Và nếu nói cái đại tạng Bát Nhã được Đức Phật nói rằng cái bằng nhị thập nhị niên Bát Nhã Nam Đàm, tức là Đức Phật đã nói về tư tưởng Bát Nhã 22 năm, mà cuối cùng người ta rút trở lại còn có một bài nữa là gì? Tâm kinh, là trí tuệ. Thì như vậy ở đây cũng vậy, cái bài cái kinh Bát Đại Nhân Giác này nó cũng có cái tầm mức giống như vậy, để cho chúng ta hiểu được cái thế giới quan và nhân sinh quan của Phật giáo. Về nhân sinh thì giống như mình nói ra đây là còn cái không khí Tết, thành ra cái gì chúng ta cũng có thể là hiểu được rằng giữa cái đạo pháp hay là giữa cái đạo Phật và nhân sinh nó không có tách rời với nhau. Cho nên nếu bây giờ mình đưa vào Phật giáo hay là mình đưa vào những cái vấn đề của đạo mà nó đi tách rời với nhân sinh đó, thì đạo nó không có cái cơ hội để nó phát triển được. Như ngày xưa thầy có từng nói là đời không đạo thì gì? Là đời loạn khổ. Nhưng mà đạo mà lìa đời thì đạo mất chỗ nhiệm màu, bởi vì đạo nó chỉ ở trong đời nó mới có thể hiện được cái nhiệm màu, cái giá trị của nó. Nhưng mà nếu cuộc đời mà nó loạn lên, nó không có đạo thì nhiên nó sẽ loạn khổ đi. Nó không có những con đường, nó không có những cái nguyên tắc, thì nó không có những cái chân lý ấy, thì đời nó sẽ gì? Rối loạn, mê mờ và tạo những điều ác nghiệp. Cho nên hai cái này nó là một thể, nó phải được nó là thâm nhập với nhau. Chính vì vậy mà cái yếu tố mà Phật giáo cũng vậy. Cho nên chúng ta cũng như trong chùa mình cũng ăn Tết phải không? Mình cũng đón xuân phải không? Mình cũng giao thừa phải không? Rồi mình cũng thi giáo lý. Cho nên các vị mà thi giáo lý là các vị thấy rằng nó rất là hứng khởi và kích thích cho cái trí nhớ của mình cần phải học nhiều hơn. Bởi vì mỗi năm mỗi lần nó qua đi vậy, cho nên làm cho mình già hơn rồi. Cho nên bây giờ mình phải có cái thời gian gọi là cái phần kích thích. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần thứ nhất á, giống như bây giờ chúc Tết các vị bây giờ còn chúc Tết được không? Cho nên đây có một cái bài người ta chúc Tết á, để thầy chúc cho đại diện cho họ, chúc cho các vị nghe. Nhưng mà thật ra thì cái lời chúc Tết này là nó rất là thông thường, ai cũng có thể chúc được thì giống như nhau. Cho nên còn ngày mùng 8 hay là còn ngày mùng hơn thì cũng như còn Tết, cho nên mình chúc Tết. Ta nói nghĩa là năm mới á, Tết đến rước hên vào nhà, quà cáp bao la không, mọi nhà no đủ, rồi vàng bạc đầy hũ, gia chủ thì phát tài, già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc, cầu tài chúc phúc lộc đến quanh năm an khang thịnh vượng. Thấy là muốn họ gom hết trơn rồi, bao nhiêu gom hết trơn rồi không, trai gái già trẻ cũng được hết á, giống như nhau, vàng bạc đầy hũ, ai muốn thì cứ việc gom vô. Và nếu mà chúc riêng thì sẽ nói là nếu mà chúc bạn á, về thời gian chúc rằng đó là 12 tháng, không? 12 tháng, phú quý 365 ngày phát tài, rồi nghĩa là 876 giờ
hay là 8760 giờ sung túc, trình chi tiết không, rồi 525.600 phút thành công. Nhưng mà tính giây được không? Được. Tính giây các vị biết bao nhiêu không? Là coi như là 31.536.000 giây dạng sự như ý, không có chỗ nào phải là từ chỗ nhỏ nhất cũng lượm ra được, không? Gây gỗ mà một năm thì các vị sẽ nghĩa là được nghĩa là 31.536 giây. Cho nên nghĩa là năm mới thì ngàn lần như ý, dạng lần như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ sự hạnh phúc, không còn chỗ nào mà lọt hết. Như vậy là con người tham lam quá. Đúng vậy. Cho nên chúng ta sẽ nói về cái ý niệm về cái nghĩa là ham muốn và cái nghĩa là ước mơ con người. Vì con người nghĩa là rất là lòng tham á thì không có đáy, nhưng mà vật chất á thì có giới hạn. Cho nên vì vậy mà con người khổ. Khi mà chúng ta ở Việt Nam thì người ta có một cái từ cũng rất là đặc biệt. Người ta nói nghĩa là ghế thì ít mà đích thì nhiều. Cho nên ai cũng muốn giành ngồi hết trơn á. Và do đó là cái điều khổ. Họ nói nghĩa là từ nghe rất là đơn giản. Ghế thì ít mà đích thì nhiều. Cho nên cứ muốn giành và do vậy cứ phải khổ. Từ cái đầu ý niệm này bắt đầu chúng ta sẽ nói về cái từ kinh mà chúng ta sẽ nói hôm nay, tức là Bát Đại Nhân Giác. Khi mà các vị nghe là từ kinh đó, thì các vị biết là những cái lời của Đức Phật nói. Nhưng mà cái chữ kinh đó cũng được diễn dịch rằng là nó là khế cơ, khế lý. Nó tùy cái căn cơ, tùy cái khả năng của người ta có thể tiếp nhận được lời kinh đó. Và nó chỉ là phương tiện để giúp cho người ta thẩm thấu được Phật Pháp, nên gọi là kinh văn. Và nói theo kinh của ngày xưa đó, là trước khi nói một bài kinh đó, thì nó phải có cái luật chủng thành tựu, tức là 6 điều mà làm cho cái bài kinh đó được thành tựu. Thí dụ như là cái bằng là 6 điều là nói tới nghĩa là phải có người nói, phải có người nghe, phải có thời, phải có nghĩa là vị trí. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là bài kinh A Di Đà, ta nghe như vậy, tức là ta nghe là ngài A Nan nghe như vậy, tức là nghĩa lý chính xác vậy, ta nghe như vậy nghĩa là dư thị ngã danh. Rồi một thở nọ, tức là một lúc nọ, tức là cái bằng thời đó, tại đâu, tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Rồi đối tượng là gì, nhữ đẳng tỳ kheo, tức là có 2.500 vị tỳ kheo đó. Rồi Đức Phật thuyết pháp như vậy, khi mà nghe xong rồi thì chúng tỳ kheo nghĩa là quan hỷ tín thọ phụng hành, được gọi những cái điều đó đầy đủ hết á, thì ta gọi là lục chủng thành tựu, thì như vậy mới nói bắt đầu kinh được. Chứ kinh là không phải nói không công. Và như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái bài kinh tên là Bát Đại Nhân Giác, là nhầm cái năm là năm con rắn. Thì cái bài kinh này á, được dịch từ Hán Tạng. Khi mà chúng ta dịch qua tiếng Việt đó là từ Hán Tạng dịch qua Việt, nhưng mà nguồn gốc của nó tức là từ Phạn ngữ, do ngài nghĩa là An Thế Cao, tức là một trong những cái vị nghĩa là tu sĩ rất là nổi tiếng và dịch thuật hàng trăm cái bộ kinh từ Phạn qua cho Hán, tức là tiếng Trung Quốc á. Và cái thời đại mà ngài dịch á, để mình biết được rằng vào một cái thời kỳ rất là xa, tức là ngay vào thời nghĩa là cái bằng năm 1000 chưa có tây lịch, mình gọi là năm 148 tây lịch, là vào đời nghĩa là hậu Hán, là ngài đã dịch cái bài kinh này. Và nghĩa là hiện nay thì bài kinh đó được trích ra từ nghĩa là cái số 779 của Đại Chính Tăng Tu, mình gọi là Đại Tạng Kinh đó. Có dịp cái gì lên chính điện mình thấy Đại Tạng Kinh, thì như vậy là được lấy ra từ cái kinh nghĩa là 779, được gọi là cái bằng Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh. Tên của nó đầy đủ là vậy. Và như vậy là khi mà chúng ta hiểu được rằng về ngài An Thế Cao, ngài An Thế Cao là ai? Ngài An Thế Cao là một cái vị vương tử, tức là con của vua ở cái nước bây giờ gọi là Ba Tư á. Nước Ba Tư là một trong những cái phần đất của Afghanistan bây giờ đó. Cho nên nghĩa là khi mà ngài trưởng thành á, ngài rất là thông tuệ, đầy đủ ngôn ngữ, có thể hiểu được 30 thứ tiếng.
Và thậm chí người ta nói rằng trong lịch sử là Ngài có thể nghe được tiếng của các loài chim nữa. Cho nên khi mà Ngài được truyền ngôi rồi đó, Ngài cứ nhìn xem cuộc đời phù dân và thế sự, giác ngộ vô thường, cho nên Ngài cũng từ bỏ ngôi vua, Ngài đi xuất gia. Và bắt đầu từ đó Ngài mới đi qua Trung Quốc vào cái đời nghĩa là Hậu Hán, tức là vào khoảng 100 mấy chục năm Tây lịch đó, bắt đầu Ngài mới nghĩa là vào cái đời Hậu Hán đó, Ngài trở thành một trong những nhà gọi là dịch thuật nổi tiếng của Tàu, tức là từ cái tiếng Phạn qua tiếng Tàu. Đây là cái lịch sử của kinh. Và cái lịch sử của Ngài cũng rất đặc biệt, liên hệ đến nghĩa là con rắn. Là các vị biết Ngài là một vị tu sĩ nổi tiếng, nhưng mà có lần Ngài đi đến một cái hồ nước lớn, thì trong đó tương truyền là cái hồ đó nó có một cái miếu, cái miếu thờ thần rất là linh. Mỗi khi nào mà cái bằng người ta đến cúng thờ ở trong cái tháp miếu đó, đồ vật chất lụa là hoặc là gấm vóc đồ, thì khi người ta cầu gì cũng được hết trơn. Và nếu mà ai ăn cắp đồ gì đó thì nghĩa là trở ra chưa tới cái gọi là cái hồ nước lớn đó thì ghe thuyền sẽ bị chìm, rồi đồ nó trở lại chỗ cũ. Cho nên tương truyền như vậy. Và khi mà Ngài đi thiền đi đến đó đó, ở Quảng Châu hay là Quý Châu gì đó, thì khi mà Ngài đi đến đó người ta mới lên cúng á, thì cái vị thần ở đó mới hiện ra và nói với những người đó rằng ở dưới Tàu á có một cái vị tu sĩ hay một vị tăng sĩ, hãy mời vị đó lên gặp tôi. Thì khi mà mời Ngài lên á, thì cái vị thần mới nói rằng tôi với ông trước kia hai người cùng tu chung, người cùng tu chung, nhưng mà tôi thì rất là làm phước bố thí cúng dường, nhưng mà tánh tình nóng nảy, sân hận nhiều lắm, cho nên bây giờ khi chết đi đó thì do cái phước báo bố thí cúng dường đó mà tôi được làm thần cai quản cái miếu này, cho nên được người ta cúng lụa là gấm vóc đồ đạc, đồ ăn thứ uống nhiều lắm, có phước báo vậy. Nhưng mà do tâm sân hận cho nên tôi nghĩa là đọa làm thân nghĩa là súc sanh, bây giờ sắp mãn nghiệp rồi, nhưng mà tôi muốn nghe nghĩa là Ngài khai thị và đồng thời đem những cái đồ người ta cúng cho tôi đó xây tháp miếu hoặc làm công đức bố thí cúng dường để tôi hưởng được cái phước đó mà được siêu sinh. Thì Ngài này An Thế Cao á, Ngài mới nghe vậy mới đến nghĩa là nhận hết tất cả những cái đồ của vị thần đó, rồi mới nói rằng nghĩa là nếu mà là bạn của tôi thì xin hiện cái thân ra cho tôi coi. Thì Ngài nói rằng cái thân của tôi nó xấu xí mà to lớn đáng sợ, không dám hiện ra. Nói rằng nếu không hiện hết thì hiện một phần thôi. Cuối cùng cái vị thần đã hiện ra, tức là một cái đầu của mãng xà lớn. Cho nên người ta mới hay nói rằng nếu mà mình sân si đó thì khi mình chết đó, mình có thể đọa vào loài rắn là vậy. Loài rắn là loài rất là nóng nảy, cho nên nghĩa là chỉ cần ai đụng tới thì khi mà con rắn mổ thì mình sẽ bị truyền những cái chất độc đó và có thể đưa đến tử vong. Nên cuối cùng thì Ngài mới đem hết cái đồ của cái vị thần đó đem ra cúng tế để làm một ngôi chùa và cầu nguyện phóng sinh và đồng thời là bố thí. Thì cái vị thần đó đó là đem cái thân mình ra đi chỗ khác và cuối cùng chết đi. Chết đi thì người ta nói rằng đó là người ta thấy trên hồ nổi lên một con rắn đó là dài tới mấy trượng. Dài tới mấy trượng. Thì năm nay là năm con rắn, cái này cũng nói chuyện đó để biết rằng là năm con rắn á, thì nó cũng có nhiều vấn đề. Và các vị biết là ngay cả cái lịch sử của Ngài đó là Lương Võ Đế đó, thì cũng nói rằng khi Ngài chết đi đó thì cũng đọa vào đó là đọa thân làm tới con rắn. Những người nào mà có quá nhiều tham muốn và có nhiều sân hận á, thì khi chết đi thì rất dễ đọa vào một cái loại súc sanh mà trong kinh hay nói đó là loại rắn mãng xà. Thì như vậy chúng ta biết được cái ngày lịch sử ngày An Thế Cao là vậy. Và trong cái đời ngày tu nó có một cái người bạn cũng là trụ trì, cũng là tu sĩ, rồi cuối cùng vì cái tâm sân hận mà tham lam để rồi đọa làm một vị thần. Và do cái công đức của Ngài mà Ngài có thể là quá độ và giúp đỡ cho cái vị bạn đó được nghĩa là giải thoát khỏi cái nghiệp thần giữ cái miếu đó. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái thế giới của chúng ta là thế giới của kinh. Thì các vị biết rằng trong kinh Đại Thừa đó, trong kinh Đại Thừa hay được gọi là, có nhiều vị sau này đã cho rằng là kinh nó có nhiều loại kinh, nó không phải là Phật nói. Nếu mà nói về kinh Nguyên Thủy, mình gọi là kinh Nikaya, kinh Tạng Pali đó, thì được gọi là kinh Văn Nguyên Thủy đó. Đôi khi người ta nói là kinh Nguyên Thủy là những gì của Phật nói. Và những kinh mà Sanri hoặc được dịch qua tiếng Hán hay mình gọi là tiếng Tàu, thì có một số là những cái vị dịch thuật, và có một số trong thời gian dịch thuật là một số tư tưởng nó được ngoại đạo đưa vào.
Cho nên có đôi khi các vị nghe là có nhiều thầy nói rằng kinh đó không phải là của Phật nói. Cho đến ngày nay cũng vậy, có nhiều người cứ nghĩ rằng là kinh là của Phật nói, nhưng mà có một số kinh mà các vị biết họ dùng từ kinh đó không phải của Phật nói mà vẫn được gọi là kinh. Chẳng hạn như kinh Pháp Bảo Đàn, kinh đó không phải của Phật nói, nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng là một vị tổ, nghĩa là thứ sáu của Trung Quốc, một vị tổ nổi tiếng cuối cùng đó, là chứng ngộ, và khi những gì ngài nói ra vẫn được gọi là kinh. Cho nên vào cái quan điểm này đó, khi mà chúng ta truy nguyên vào cái nguồn gốc, mà trước khi nói kinh đó chúng ta phải truy nguyên vào nguồn gốc cái từ kinh đó, thì các vị biết là có rất nhiều kinh điển của Đại Thừa, giáo lý thầm thâm, thậm chí người ta nghe người ta không thể nào hiểu được. Bởi vì do những vị luận sư đó, họ học, họ tu xong rồi tích góp ở trong kinh, họ nghĩa là các bạn góp nhập trong những cái phương pháp tu hành lấy ra để viết thành những cái bộ luận hoặc những cái bộ kinh lưu truyền cho đời sau. Cho nên nó không có nguyên thủy giống như là các bạn ngày xưa Phật nói sao thì được diễn tả y như vậy. Chỉ có một số kinh trong tạng gọi là Nikaya đó, thì các vị nghe là được gọi là Đức Phật nói sao. Thì các vị tỳ kheo khi họ tụ tập, họ họp lại để họ kết tập kinh điển đó, là họ lập lại, họ thuộc lòng thôi. Tức là sau 100 năm hồi thời Phật nhà nước bạn là chưa có kinh, người ta chỉ nói với nhau, ví dụ như là bài này thuộc người kia nói qua nói lại, mà lập đi lập lại vậy cả trăm năm. Cho nên vì đó mà mỗi lần vậy nó có thêm có bớt có, mà nó không còn cái gọi là nguyên thủy. Nói theo tiếng mà tiếng Hán ngày xưa mình nói mà người Việt mình biết là tam sao gì? Tam sao thất bổ. Có nhiều người dịch là tam sao thất bổn, tức là cái bằng sao chép ra ba lần đó thì nó thành ra bảy, bảy biến. Bởi vì nghĩa là có ba thôi, nhưng mà cứ ý mỗi người thêm khúc, thêm mắm, thêm muối, rồi thêm cái ý nghĩ của mình nữa, cho nên thêm riết là từ ba thành bảy rồi tam sao thất bổn. Nhưng mà chính xác có nhiều người nói rằng tam sao thất bổn là khi mà ba lần chép đi thì chính cái bản nguyên nó đã mất. Giống như mình gọi là nấu một cái nồi chè mà mình bỏ nhiều thứ quá, cho nên cái nồi chè chính thức nó cũng mất đi cái hương vị chính của nó, gọi là tam sao thất bổn. Và các vị cứ tưởng tượng rằng 2500 hay là ngàn 2000 gần 600 năm về trước Đức Phật nói, tới bây giờ thì những kinh bây giờ xuất hiện và in qua nhiều loại, nhiều dạng, từ tiếng Sanskrit, từ tiếng Pali dịch qua Hán, rồi từ Hán dịch qua Việt, hoặc qua chữ Nôm, rồi từ chữ Nôm nữa là còn dịch lại Việt, cái bằng nghĩa là dịch tới dịch lui, dịch riết thành gà luôn. Không biết cái nào đúng cái nào thật. Cho nên vấn đề quan trọng là cái người học Phật phải biết rằng ứng dụng thế nào những lời Phật dạy, chứ không phải nghĩa là ôm chấp nương vào cái tạng kinh. Vì vậy mà tất cả các lời kinh đều được thí dụ rất rõ ràng là nhất thiết Tu Đa La Giáo Giai Như Tiên Nguyệt Chỉ, là tất cả những lời dạy, tất cả những kinh giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Mục đích có nghĩa là nương vào ngón tay để thấy mặt trăng, chứ không phải là ôm chấp cái ngón tay đâu. Cho nên những cái gì lời gì dạy trong kinh đó, các vị sử dụng để mà tu hành giống một chiếc bè để qua sông, chứ không phải nghĩa là bảo vệ và coi như chiếc bè đó là thuộc về thượng thừa mà không thể bỏ rơi được. Đó là trước khi chúng ta học kinh, chúng ta phải hiểu được định nghĩa về cái từ kinh là như vậy. Thì kinh Bát Đại Nha Giá này cũng vậy, khi mà các vị học đó thì các vị phải hiểu rằng cái thí dụ nó rất là rõ ràng. Cho nên trong truyện lịch sử Phật giáo họ có kể câu chuyện rằng có một cái người, một cái bà cụ nọ đó, tức là sống ở một cái miền quê, làm vườn, làm rẫy, làm ruộng, rất là chất phát hiền lành, không biết tu hành gì cả. Nhưng mà có chồng, có con, rồi chiến tranh cho nên chồng con đều mất, ở một mình. Một hôm nọ có một cái người thương gia, có một cái người đi hành hương đi ngang qua, nghỉ tạm nhà và thấy bà rất là khổ cực và sống cô đơn một mình, cho nên nghĩ rằng bà nghiệp chướng nhiều, cho nên nó khuyên bà thôi, tôi sẽ cho chỉ cho bà một cái bài kinh bà nên là đọc tụng hàng ngày để tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu dài của bà không thuộc lòng, bởi vì bà không hề biết chữ, không hề đọc được kinh, cho nên nghĩa là chỉ lắng nghe thuộc lòng một câu thôi mà cứ trì tụng mỗi ngày thì nghiệp chướng để tiêu trừ. Thì cái vị khách hành hương đó mới tặng cho bà một câu, câu đó là gì? Đó đúng rồi, câu đó là Án Mani Bát Di Hồng, tức gọi là lục tự, nếu mà nói là lục tự Đại Minh Chân Ngôn. Và bây giờ là Phật giáo Tây Tạng, nguyên cả cái Phật giáo Tây Tạng của Thái Bát là thiên hội sử dụng cái từ đó rất nhiều. Và những người không biết chữ họ đều đọc cái chữ đó, là họ đọc suốt ngày ở trên núi, nghĩa là Hy Mã Lạp Sơn. Cái công năng của nó và thần chú của nó rất là quan trọng. Giống như mình gọi là cái lục tự Đại Minh Chân Ngôn là cái mở ra tất cả các cánh cửa
tiêu trừ nghiệp trước. Nhưng mà không biết ông khách thương này ông dạy sao cái bà này, thay vì nghĩa là án mà đi bắt gì hồng thì bà đọc thành án mà đi bắt gì xanh. À, từ cái hồng nó biến thành màu xanh. À, bà nghe sau đó mà bà biến thành màu xanh. Nhưng mà cái vị khách đi rồi bà vẫn không có thay đổi, bà cứ nhớ cái đoạn bà đọc hoài. Và cái tâm niệm của bà mỗi ngày như vậy đều đọc cái câu đó, không có biết tụng kinh gì cả, chỉ có đọc một câu thần chú thôi. Và bà đạt được cái gì các vị biết, mỗi ngày vậy bà để hai cái chén, một chén đầy hạt đậu đậu nành và một chén không. Mỗi lần bà niệm một câu nghĩa là án mà đi bắt di sanh bỏ hột, án mà đi bắt di sanh bỏ hột, bà bỏ hết đầy cái chỗ nghĩa là của cái chén trống này đó, thì bắt đầu bà trở ngược nó lại, coi như đó là một công phu công cứ mỗi ngày vậy, cứ niệm một câu bỏ hột, niệm một câu bỏ hột, và thành tâm chí thiết đảnh lễ tượng Đức Phật thôi. Nhưng mà lưng đứng lắm, bởi vì chỉ có một thời gian rồi đó, tự nhiên hai cái chén của bà đó mỗi lần bà để ra, bà bắt đầu nghĩa là niệm nghĩa là án mà đi bắt di sanh, thì cái hột đậu tự nó nhảy qua, tự nó nhảy qua, nhảy đầy cái này rồi đó, bắt đầu ngưng bắt đầu niệm lại, nó nhảy cái lại, mà bà không cần phải là lấy tay mà lượm bỏ nữa. Cho nên bà thấy cái sự linh nghiệm vậy, bà càng nghĩa là ăn cái bằng mình gọi là cái bằng rất là chí thiết công phu, bà nghĩ rằng nghiệp trước bà tiêu trừ và có chư Phật hộ độ cho bà, cho nên bà là thành tâm nữa là đảnh lễ cứ mỗi ngày tụng vậy, cho nên hạt đậu nó cứ nhảy nhảy qua nhảy lại vậy đó. Đến một cái ngày kia thì có một cái vị pháp sư đi ngang qua thì thấy cái túp lều trên của bà nó ở bên ngoài thì nó rất là siêu vẹo nghèo nàn, nhưng mà nhìn xa thì thấy có nghĩa là ánh sáng có hào quang, cho nên vị này mới nghĩ rằng chắc chắn là trong này sẽ có một cái người tu chân chánh hay là có một bậc đạo sư trong này, mới đi vào gõ cửa đảnh lễ để mà xin đảnh lễ và tham học. Thì cuối cùng ra hỏi không có ai, trên có một mình bà thôi. Nói là bà nghĩa là ở đây bà ở một mình mà tại sao mà cô đơn vậy và bà tu tập như thế nào, thì bà nói rằng là bà chỉ có một mình, chồng chết con chết rồi, cho nên bà chỉ có biết một câu thôi, không biết chữ cho nên không có đọc kinh, chỉ có biết một câu thôi. Hỏi là đó là câu gì, bà nói câu đó là mỗi ngày tôi đều niệm nghĩa là án mani bát di sanh, án mani bát di sanh. Thì cái vị đại sư này hay là cái vị pháp sư này nghe xong rồi rất là cảm động, nhưng mà rất là thương cảm và nói với bà rằng bà đã lầm lẫn rồi, thật ra cái câu thần chú đó gọi là câu thần chú rất là quan trọng ở của ngài Quan Thâm Bồ Tát, tên là cái bằng án mani bát di hồng chứ không phải là án mani bát di sanh. Bà nghe xong rồi bà mới buồn khổ và đảnh lễ vị này, cảm tạ rằng nếu mà ngay mai là có ngày đến thăm nhà tôi và chỉ cho tôi biết được cái này, chứ nếu không thì trọn đời tôi đã đi sai lầm rồi, và tôi đọc cái câu này nó sai rồi, cho nên vậy thì coi như nó không có thành tựu gì viên mãn, cho nên là xin đảnh lễ cảm ơn ngài. Rồi cái vị nghĩa là pháp sư đó một đêm đó ở lại đó, rồi qua hôm sau ra đi, sáng là vị đó sẽ ra đi từ giả. Từ giả khi đi rồi đó thì bả ở đây bả bắt đầu nghĩa là cái tiếp tục nghĩa là đảnh lễ án mani bát di hồng, bả lặp lại cái câu nói đó nhưng mà sửa lại từ chữ xanh qua chữ hồng. Rồi nhưng mà vì cái tâm bà rất là buồn, rất là khổ, bởi vì hối hận là cả mấy chục năm, bao nhiêu năm tháng để mà niệm câu này, bây giờ đã niệm sai rồi. Cho nên vì vậy mà cái tâm tư bà nó cứ loạn động, nó không có được cái là nhất tâm, hết hồng tới xanh, hết hồng tới xanh, cứ lộn tới lộn luôn hoài. Cho nên vì vậy tâm tư bà không an ổn, nước mắt bà chảy ràn rụa, bởi vì thấy rằng đó là đây là một cái câu niệm Phật mà quan trọng mà mình lại niệm sai đi. Cho nên cuối cùng là bà rơi lệ. Lúc đó vị pháp sư đi xa quay lại nhìn cái tấp lều, thì tấp lều đó cũng như cũ nhưng mà nó không còn sáng, không có hào quang nữa, và coi như tấp lều nó rất là siêu vẹo, rất là tan thương. Cho nên vị này mới ngạc nhiên trở lại nghĩa là nhìn qua khe cửa là thấy bà vừa lại Phật mà vừa niệm Nam Mô, nghĩa là Nam Mô Bồ Tát hay là án mani bát di hồng, nhưng mà giữa hồng với xanh bà cứ lộn hoài, và bà vừa lại vừa khóc. Cho nên cái vị này mới nói rằng đây là nguyên nhân là do mình làm cho bà loạn tâm và phá mất đi cái sự nghĩa là thanh tịnh và cái sự nghĩa là thành tựu linh ứng của bà. Cho nên cái vị đạo sư này hay là vị pháp sư này mới vô mới nói rằng là bà niệm vậy là sai rồi, đúng ra cái câu niệm của bà mới đúng là án mani bát di sanh. Đó, tôi chỉ nghĩa là nói đùa thử bà thôi. Thì bà này nói rằng tại sao mà ngài lại nói câu đó, trong khi đó nghĩa là tôi có niềm tin vậy, nó tại vì tôi muốn thử để cho bà coi rằng cái niềm tin của bà đối với Phật pháp có chắc chắn không. Nếu niềm tin bà Phật pháp chắc chắn thì cái lời nói của tôi đó nó đã sai, cho nên vì vậy bà phải niệm đúng là án mà niệm bát di sanh chứ không phải án mà niệm bát di hồng. Bà nghe vậy bà mừng rỡ quá, bà nói rằng trời ơi ngài thử con vậy, cho nên nhờ vậy mà bây giờ con mới biết được nghĩa là Phật pháp rất là vi diệu, nhưng mà dễ bị, nếu mà mình không có niềm tin chắc chắn thì mình sẽ bị thay lòng đổi dạ. Cho nên nghĩa là đảnh lễ xong là vị đó ra đi.
ra đi xong rồi bả thiết tha niệm giống như cũ thì hạt đậu nó nhảy, nó nhảy giống như vậy, tức là cứ mỗi lần bả niệm nó nhảy hết chén này qua chén kia. Đó là một trong những câu chuyện đó là được tương truyền rất là rộng rãi trong Phật pháp, để cho chúng ta biết rằng vấn đề quan trọng ở đây không phải là lời kinh, không phải là cái câu niệm chú, mà do cái phần ứng dụng tu tập của mỗi người, do cái niềm tin và cái sự thiết tha cũng như là cái phần ngày đêm của chúng ta có đủ sức để vận hành cái điều kiện mình gọi là cái phần cao thượng hay là thầm sâu đó hay không, chứ không phải là lời kinh. Cho nên nhiều khi các vị đọc một câu kinh thì ta nói rằng trong Bát Nhã Tâm Kinh hoặc Chú Đệ Bi nó thiếu năm từ, nó thiếu năm từ hoặc nó dư năm từ, điều đó nó không có gì quan trọng cả. Vấn đề là cái người tịnh trì Chú Đệ Bi có thật sự là nhất tâm và có thật sự là bền bỉ hay là không. Cũng giống như cái từ mà các vị vừa nghe là Nam Mô A Di Đà Phật, người Việt Nam mình viết rõ ràng dịch như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nếu viết theo chữ Hán thì các vị đọc thành gì? Nam Vô. Nam Vô chứ không phải là Nam Mô. À, chữ Mô đó tức là nắng mồ đó, thì khi viết ra chữ Hán á, là viết thành chữ Vô. Nam Vô A Di Đà Phật chứ không phải là Nam Mô. Cho nên mình thấy tất cả các chữ là mình nói ủa tại sao lại chữ Hán viết ra đọc vậy, nhưng mà phiên âm Việt Nam mình là đọc rõ ràng là Nam Mô, nhưng mà tạo ra chữ Nam Mô là dịch theo tiếng Hoạn là gì, là nắng mồ. Nắng mồ tức là quy mạng, con cúi đầu đảnh lễ, con cúi đầu đảnh lễ Phật A Di Đà, con cúi đầu đảnh lễ Phật Thích Ca, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đó là con cúi đầu đảnh lễ, hay nói một cách khác là quy mạng lễ A Di Đà Phật, quy mạng lễ Thích Ca Mâu Ni. Cho nên nếu mà chúng ta có đọc là Nam Vô cũng được, mà Nam Mô cũng được, mà Nắng Mồ cũng được, mà quy mạng cũng được. Vấn đề là mình có đủ cái chí thành, mình có đủ thật sự rằng gì, có niềm tin để đạt được cái điều đó hay là không. Rồi các vị nhớ chưa? Tại sao mình phải phân tích điều đó? Bởi vì trước khi vào kinh đó, mà các vị không có hiểu rõ thì các vị sẽ thấy rằng là cái thế giới này nó rất là gì, rất là nhiều biến đổi và sẽ dễ đưa cho mình những vấn đề đó là nghi ngờ. Cho nên trong cái lời kinh này đó, thì bắt đầu khi mà chúng ta đọc cái phần nguyên văn của nó bằng được dịch ra là Hán văn á, thì hai câu đầu thứ nhất là gì, là Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh. Mình biết rồi, mình đã phân tích chữ kinh rồi, phân tích chữ Bát Đại Nhân Giác rồi. Bây giờ câu gọi là không nằm ở trong 8 điều đó, mà cái nằm quan trọng nhất để người Phật tử phải hiểu á, là chỉ có một đoạn thôi. Vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác. Đó là cái câu mở đầu. Câu mở đầu vào trong kinh là như vậy, tức là vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác. Dịch ra tiếng Việt thêm tiếng nghĩa để mình dễ hiểu là gì, là người đệ tử Phật á, thì ngày đêm nên chí tâm thường tụng niệm 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Dịch ra rất là dễ hiểu rõ ràng như vậy. Chữ Hán á, thì mình thấy nghĩa là vi Phật đệ tử, gọi là người đệ tử Phật. Bây giờ mình sẽ thấy rằng cái phần quan trọng nó nằm ở câu đầu này. Câu đầu này nó cũng rất là quan trọng, chứ không phải chỉ 8 điều giác ngộ không thôi. Phần thứ nhất là để mình biết rằng cái người mà làm đệ tử Phật là đệ tử Phật. Ai là đệ tử Phật? Các vị biết là đệ tử Phật có bao nhiêu chúng không? 4 chúng. Hiện đại nó mấy chúng? Tự chúng. Các Phật tử nào nó mấy chúng? Mấy chúng đệ tử Phật có mấy chúng? 4 chúng đúng không? 4 chúng là ai cũng biết hết trơn á. Thường thường nó nói trong chùa có 4 người cột là cái bằng tứ chúng. Tứ chúng đồng tu đệ tử Phật. Nhưng mà nói cho đúng á, đệ tử Phật không phải có tứ chúng, mà phải có 7 chúng chứ không phải là tứ chúng. 7 chúng là gì? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồi gì nữa? Không phải ưu bà tát, ưu bà di. Ưu bà tát, ưu bà di là chưa có tới. Tỳ kheo ni, không? Rồi thức so na ma na ni, rồi sa di ni là 5. Rồi mới tới nữa là cận sự nam, tức là ưu bà tát, cận sự nữ, ưu bà di
là 7 chúng. Chứ không phải là chỉ có 4 chúng không mà thôi. 4 chúng là mình nói rằng cả là tỳ kheo ni, tức là có 2 chúng thôi. Còn mấy vị mà thức sa môn ni hoặc sa di nó không thuộc chúng đâu. Cho nên như vậy là nếu những vị kia họ chưa thọ giới là bị loại ra khỏi chúng của Phật. Thật ra cái điều đó là nói tứ chúng nói chung, nhưng mà thật ra phân tích cho đúng phải là 7 chúng đệ tử của Phật. Các vị nhớ vậy để sau này mình đừng có lộn không, để mỗi lần hỏi rằng Phật có nghĩa là trong Phật pháp mình có mấy chúng, cứ nói 4 chúng là cái gì sẽ nói thiếu rồi đó. Phải là có 7 chúng thì bên nữ nó có nghĩa là thức sa manani, tức là tập sự tỳ kheo. Trước khi muốn lên tỳ kheo bên ni phải có một cái thức sa manani, tức là họ phải học nghĩa là giới phân giữa của 350 giới đó, họ phải học cái phân giữa đó, 348 giới đó, gồm có nghĩa là 6 pháp và cuối cùng là những học giới của thức sa manani để họ mới lên tỳ kheo, chứ không có lên trực tiếp là từ sa di mà lên tỳ kheo. Cho nên nghĩa là chúng ta có nghĩa là cái bằng tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, rồi thức sa manani, rồi sa di ni, rồi tới nghĩa là mới tới nghĩa là cận sự nam và cận sự nữ. Nhờ là 7 chúng. Khi mà nói rằng vi Phật đệ tử, tức là bài kinh này á, là nói gom hết cho tất cả chúng tại gia và tất cả chúng xuất gia. Và cái lời nghĩa là lời khuyên này rất là cẩn thận là vậy. Người mà làm đệ tử của Phật á, không phải là bình thường, mà ngày đêm nên chí tâm gọi là thường ư trú dạ. Trú dạ là ngày và đêm. Thường tụng niệm 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Câu đầu tiên chỉ nó gọn thôi, nó gắn vậy. Tuy nhiên nếu mà làm một cái Phật tử mà chúng ta không có hiểu rõ thì chúng ta cũng sẽ bị lệch lạc cái chỗ này. Không phải dễ dàng gì được gọi là đệ tử Phật. Hay là ngay cả cái từ mà quy tam bảo chúng ta cũng không dễ dàng được gọi là quy tam bảo. Cho nên 80% những người đến chùa và kể cả nghe kinh nghĩ rằng mình là đệ tử Phật, nhưng mà thật ra không phải là đệ tử Phật. Chỉ có người tín ngưỡng với đạo Phật chứ không phải là đệ tử Phật. Đệ tử Phật phải là người có quy y, có thọ giới, cho nên người ta mới đưa vào 7 chúng này. Tức là phải có quy y và có thọ giới. Và chữ quy y đó mà nó còn đúng nghĩa đó là khi mà chúng ta bắt đầu quy y là chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta sinh ra đời chúng ta có một cái xác thân của tứ đại do cha mẹ sinh ra, do máu huyết sinh ra này đó, thì chúng ta có một cái thân thứ hai gọi là pháp thân. Cho nên cái ngày mà chúng ta bắt đầu quy y là ngày đó là chúng ta khai sinh pháp thân và tuệ mạng của mình. Cho nên cái điều này rất là quan trọng mới được gọi là đệ tử Phật. Cái thân của cha mẹ mình sinh ra là thân tứ đại này là một thân, rồi thân thứ hai để mình gọi là khai sinh, cái thân thứ hai đó là pháp thân và tuệ mạng, là lúc đó mình quy y. Và do vậy nghĩa là nếu mà mình không thẩm sát được cái điều quy y đó, thì các vị thấy rằng lần trước mình đã nói rồi, chữ quy y đó có nhiều người đã quy y rất nhiều năm nhưng mà chưa bao giờ thực hiện được, chưa bao giờ thấu đáo được. Bây giờ giống như mình gọi là ở làng Mai thì người ta nghĩa là thí dụ người ta cho cái từ quy y để các vị nghĩa là dễ hiểu. Chẳng hạn như bây giờ con nguyện nương tựa với Phật, nhưng mà bên làng Mai tức là chỗ Sông Nhất Hạnh nói một cách dễ hiểu hơn thì nói rằng là đối với Phật gọi là con về nương tựa Phật. Nương tựa Phật là ai? Là bậc cha lành đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Các vị nhớ được nghĩa này nè. Quy Phật tức là con nguyện về nương tựa bậc cha lành chỉ lối, hay là đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời, chứ không hề có vấn đề gì của thần quyền, của sợ hãi trong đó. Coi như đó là bậc cha lành đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Như vậy có quy pháp là gì? Là con nguyện về nương tựa con đường của tình thương yêu và sự hiểu biết. Vậy có nguyện quy tăng là gì? Là con nguyện về để nương tựa với đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Và nếu các vị đọc nghĩa là Thiền Môn Nhập Tụng của làng Mai thì các vị thấy ba cái định nghĩa của quy như thế này. Nói một cách khác, chúng ta đã có nhiều lần giải thích hay là giảng về cái từ nghĩa là quy y. Và các vị đã nghe là từ cái chỗ nghĩa là Dhamma Sarana Gacchami đó, tức là con đường trực tiếp để biến mình trở thành trong con người mình đó, đúng nghĩa của nó tức là phải tự quy y cái Phật tánh, cái sự nghĩa là giác ngộ của chính mình,
tức là tự sống được với Phật tánh giác ngộ của mình. Tự vi pháp tức là tự, nghĩa là nhận thức, ứng dụng và triển khai cái chánh pháp, cái chân lý trong con người của mình. Và tự quy tâm tức là cái phần trở về để sống với sự thanh tịnh, với sự hòa hiệp và sự hiểu biết thương yêu của chính trong con người của mình. Đây mới là ý nghĩa chính của con đường quy tâm mà. Cho nên nếu mà khi mà chúng ta hiểu sai lầm thì các vị biết là ngay cả ở Việt Nam và ngay cả bây giờ, cái từ quy tâm bảo để trở thành một đệ tử nó bị chênh lệch và nó biến tướng, nó làm cho Phật giáo bị lu mờ và thậm chí bị hiểu lầm, trở thành một cái chỗ nghĩa là điểm tựa, trở thành một cái chỗ nghĩa là cái bằng dựa dẫm, trở thành một cái chỗ nghĩa là mê tín và sợ hãi. Cho nên khi mình ở Việt Nam á, có nhiều khi người ta gọi là quy y ký, tức là quy y ký thai đó, tức là còn ở trong bụng cũng quy y rồi à, rồi nghĩa là quy y nghĩa là đại diện quy y tập thể, tức là cái bằng con gái mình còn nhỏ, nó chưa đến, nó mất đi học, nó mất đi làm, cho nên nghĩa là chỉ để tên thôi, ngồi đó mà không có mặt. Rồi nghĩa là mấy đứa nhỏ, nghĩa là thậm chí có nhiều người quy qua đường điện thoại, miễn làm sao nữa là cho đông thôi. Và thậm chí có nhiều người quy, tức là có một cái đại hội, có một cái pháp hội rất đông, những cái vị nghĩa là nổi tiếng, những cái nghĩa là đại sư đương đời đến đó, là mình cũng nghĩa là cứ khoán vậy rồi mình quy, nhưng mà không hề thấy, không hề biết. Thậm chí có nhiều quy xong rồi không có biết pháp danh của mình, không có ứng dụng được. Như vậy nó sẽ tạo ra những điều gì? Thứ nhất, đối với những người mà truyền quy y đó là thiếu trách nhiệm, thiếu trách nhiệm. Cho nên cái người truyền quy y thiếu trách nhiệm, cho nên vì vậy mà đưa đến những cái vấn đề mà làm tổn hại cho Phật pháp. Tại vì sao vậy? Tại vì thứ nhất là mình không có nói được cái kỹ cương, không có nói được cái giá trị tinh thần của cái người quy y, và thậm chí có nghĩa là mình không có đưa được, không có tổ chức cho họ tu tập, không hướng dẫn cho họ nghe pháp để họ hiểu được họ sống thế nào để trở thành một người Phật tử chân chánh. À, rồi khi mà những người quy y cái họ không hiểu được hết á, thay vì một cái cửa đạo là cái nơi rộng mở, là một cái nơi nghĩa là từ bi bác ái, thì bắt đầu cái họ đến vào cái ngôi chùa đó thì bắt đầu nghĩa là chùa của mình, à, chùa của ta, chùa của người khác, à, rồi bắt đầu thậm chí là thầy của mình, thầy của người. Cho nên thay vì quá giải tự ngã, sống một cuộc đời tỉnh thức, một cuộc đời có trí tuệ và hiểu biết thương yêu, thì bắt đầu con người nghĩa là chấp vào tự ngã và bắt đầu nghĩa là tham muốn tự ngã, tạo thành những cái danh tiếng ảo quyền. Tức là cái người mà không có trực tiếp hiểu về từ quý y đó thì họ đã vô tình làm cho cái ngôi chùa trở thành một cái nơi gì? Tư hữu, danh vọng và thậm chí có quyền lợi. Đây là cái nguyên nhân rất là quan trọng để chúng ta hiểu được cái từ đó là vi đệ tử Phật. Là đệ tử Phật như thế nào để gọi là đệ tử chân chánh? Vì như vậy không có nghĩa là chúng ta làm cho chánh pháp được trường tồn, mà chúng ta đang làm suy yếu Phật pháp, làm cho người ta hiểu lầm về Phật pháp. Cho nên nghĩa là đây là chùa của tôi hoặc là thầy của tôi, hoặc là nếu mà đi chùa khác, quy y chùa khác thì nghĩa là đừng có đến chùa này. Hay là đang ở trong chùa này rồi đi chỗ khác, nó rằng đó là đệ tử phản thầy, bỏ chùa đi. Không phải là như vậy. Vì khi mình đã làm một cái đệ tử Phật thì mình biết rằng mình khai sinh gì? Khai sinh pháp thân tuệ mạng của mình, chứ không phải nghĩa là mình bám vào những cái vật chất, hay gọi là bám vào những cái hình thức, những cái pháp danh, những cái tên gọi của mình. Không phải là như vậy. Cho nên cái từ mà vi đệ tử Phật là rất là quan trọng. Nếu mình không hiểu được thì mình sẽ không có dấn thân vào trong cái bài kinh rõ ràng. Đó là chưa kể, nghĩa là người ta nghĩ rằng có những ngôi chùa lớn, Phật to, hoặc là cái một số lượng tăng ni đông, những cái đại hội hoặc là những cái vị mình gọi là cái bằng nổi tiếng, thì khi mình quy y vậy thì mình mới cảm thấy rằng đó là một cái sự thành tựu. Nhưng mà thưa với các vị là nó không phải là như vậy, không hẳn là như vậy. Tại vì nghĩa là nếu một cái ngôi chùa lớn mà không có cái linh hồn của nó, tức là không có một cái sự tu tập, không có một cái sự thanh tịnh và không có một sự giải thoát, thì tất cả những ngôi chùa đó sẽ đưa đến điều gì? Đưa đến cái chỗ là người ta làm một ngôi chùa để làm gì? Để chỗ tham quan, để chỗ giới thiệu về phải là cái phần thẩm mỹ, rồi để cái chỗ mà để người ta lễ lại, để cầu xin,
để nương tựa, để gian dái, thì ngôi chùa đó nó sẽ là mai một. Nó không phải là của những người công Phật chân chánh. Còn nếu mà số lượng tăng chúng đông, nhiều khi mình thấy rằng tăng chúng rất là đông, nhưng mà quan trọng tăng chúng không phải là đông, mà phải là những người tu hành có chất lượng, có đạo hạnh. Chứ nếu mà tăng chúng càng đông á, mà không có một sự tu tập, không có một đường lối tu tập và không có khả năng truyền trì chánh pháp, thì số lượng tăng chúng đông này nó sẽ hủy hoại của Phật pháp. Cho nên nếu nhìn về bên ngoài, chùa lớn Phật to tăng chúng đông, mình nghĩ rằng đó là Phật pháp xương thịnh, nó không hẳn vậy. Tín đồ Phật tử đông đi ì xèo vậy, các vị biết là người ta đi chùa nghĩa là tới mà chật đường chen vô không ấy để làm gì? Đủ thứ người, nghĩa là đốt nhang cầu giấy lung tung, rồi có những người chen vô đợi, nghĩa là ai sơ hở thì móc túi, lấy dép lấy guốc, càng đông chừng nào thì hỗn loạn nhiều chừng đấy. Các vị cứ coi cái hình ảnh trên internet mà nói về cái chùa Hương, ta đi đến mức độ nghĩa là không còn chỗ để mà chen chân nữa. Dọc đường treo đủ thứ, đầu heo, thịt chó, cái gì cũng có trơn. Xuống một con đường lên tới chùa Hương, cái chỗ gọi là cái bằng Nam Thiên để nhất động, cái chỗ mà thờ Đức Quan Âm Bồ Tát, khói hương nó nổi là cái bằng không thấy đường, và lường gạt móc túi là cái bằng không còn chỗ nào để có thể che được nữa. Thì như vậy cái hình ảnh đó, lễ hội đó không phải là Phật pháp xưng thành, không phải là điều tốt cho Phật pháp. Cho nên chính vì chỗ này đó, tức là trước khi chúng ta đi vào một bài kinh, chúng ta phải hiểu được là những cái mặt trái và những cái mặt phải, những cái chính thức được gọi là đệ tử Phật, gồm có xuất gia và tại gia. Và xuất gia thế nào để gọi là chân chánh, tại gia thế nào để gọi là chân chánh, là khi mà mình đã quy y á, quy với Phật với Pháp Tăng, là mỗi người trong chúng ta dù là xuất gia tại gia cũng phải thấy được ba vấn đề chính là như vậy. Nếu không là coi như mình sẽ là chỉ dựa dẫm thôi, nương nhờ thôi. Cho nên vì yếu tố này mà trước khi vào bài giảng mình phải có mất hết một, gần như một buổi để mình gọi là khai thông con đường đi vào bài kinh. Câu này Đức Phật nói rất rõ ràng rằng là người đệ tử Phật phải ngày đêm chí tâm thường tụng niệm tám điều giác ngộ bậc đại nhân. Và nếu mà mình không có phải là đệ tử Phật chân chánh thì mình đâu có chịu tụng cái này. Tại vì lý do gì? Lý do rằng mình chỉ là xưng danh là Phật tử, xưng danh là đệ tử Phật thôi. Nhưng mà vì mình không có ngày đêm thường suy nghĩ, thường tụng niệm, cho nên nó không có quá giải, không có ứng dụng được cho cái đời sống tu hành của mình. Cho nên vì ý cái chỗ này mà chúng ta có thể là đi trở lại cái phần thứ nhất là cái phần là kinh văn. Phần thứ hai của cái phần kinh văn á, là đi vào cái bản thứ nhất, gọi là điều thứ nhất á, là điều nghĩa là giác ngộ thứ nhất. Đây là chữ Hán. Đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tổ, như thị quán sát, tiệm ly sinh tử. Đó là nguyên văn chữ Hán. Thì có nhiều vị biết chữ Hán thì hiểu, có nhiều vị chưa biết chữ Hán thì mình sẽ nghe dịch ra bằng tiếng Việt. Điều giác ngộ thứ nhất là thế gian vốn vô thường, cõi nước rất là mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội. Nếu quan sát như thế, lần lần lìa sinh tử, tiệm ly sinh tử, tiệm tức là chậm chậm, từ từ, lần lần sẽ thoát khỏi sinh tử. Các vị thấy rằng những cái câu này là chỉ một câu thôi là một đề tài, chỉ một cái phân đoạn là một cái vấn đề giáo lý phải phân tích. Bởi vì nó là phải thường gì, thường niệm, tức là chữ niệm hay là nghĩ và nhớ. Nghĩ nhớ chữ niệm theo tiếng Tàu á, các vị chữ Tàu ai cũng biết rằng tức là có một chữ gì, chữ kim, và ở dưới là chữ gì, chữ tâm. Tức là cái tâm mình hay là cái ý nghĩ này phải có ngay trên giờ, phải hằng ngày, lúc nào cũng phải có trơn á, gọi là niệm. Lúc nào nó cũng phải tồn tại trong đầu của mình, cho nên gọi là thường niệm, ngày và đêm trú dạ. Trú dạ tức là ngày và đêm phải thường niệm. Thường niệm cái điều thứ nhất này. Trong 8 điều chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta vào điều thứ nhất là đã phân tích ra cả hai cái lĩnh vực rất là lớn mà mình không thể nào có thể là nói trong một lúc là nói lướt lướt qua được. Ví dụ như câu thứ nhất là gì? Thế gian vô thường. Thế gian vô thường tức là nói về, thứ nhất là nói về cái gì? Thế giới quan. Còn nói
nói theo Ngài, Tinh Vân Đại Sư Ngài nói rằng đó là thế gian quan. Nhưng mà nói thế gian quan thì đôi khi mình khó hiểu, phải nói dễ dàng hơn, người Việt mình gọi là thế giới quan. Bởi chúng ta có hai cái thế giới, gọi là thế giới quan và nhân sinh quan. Nhưng mà thế giới quan thì nó mênh mông hà xứ, nhưng mà nhân sinh quan mới là chủ đạo cho thế giới, cho thế giới quan. Nếu không có nhân sinh quan thì thế giới quan không có nghĩa gì cả. Nên cái câu đầu tiên là cái câu phần nghĩa là giới thiệu về thế giới quan. Thế gian vô thường. Ở đây các vị có ai phân tích được cái từ thế gian không? Thế gian là gì? Hồi nhỏ thầy học á, các vị có nhiều khi học á, học thì học nhưng mà nghe tưởng đâu hay, nhưng mà rốt cuộc nó không trúng đâu. Nói thế gian tức là thế không có ngay, gian tức là không có ngay. Cho nên ở thế gian là gì? Người ta gian dối, nói dối, đi ra chợ buôn bán á, kêu bằng nó nói nó bán nguyên giá, nó sell, trời ơi, nó đưa cái giá lên trên trời, nó sell lại mình nghe tới 90%, hấp dẫn lắm, nhưng mà mua là ôm nguyên cái gì, ôm nguyên cái giá gốc cũ của nó chứ không có hề sell chút nào đâu. Cho nên nó là thế gian là gian dối, cái gì người ta cũng gian dối được đâu á. Giữa cha mẹ vợ chồng con cái, người nào cũng có những cái yếu điểm riêng của mình mà không bao giờ nói thật cho người khác biết được mình là ai. Vì vậy người ta cho rằng đó là thế gian. Và dịch như vậy mình nghe cũng có lý. Mình nghe thế gian là gian dối, nhưng mà thật ra thế gian không phải là gian dối. Thế gian định nghĩa là chỉ tàu, nghĩa là cái bằng là thiên lưu. Là thiên lưu. Một chữ là thế, tức là nói về thời gian. Và một chữ nói về không gian, tức là nói về sơn hà đại địa, nói về vũ trụ này. Nó gồm có nghĩa là cái bằng tam thời, tức là gì? Là quá khứ, là hiện tại, là vị lai. Đó là thế. Rồi nói là gian là gì? Gian tức là nó nói luôn cả mười phương, tám hướng mười phương á, tức là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương và hạ phương. Có là mình gọi là thiên la địa võng, nó bao gồm hết như vậy đó, người ta gọi là thế giới quan. Không có lọt ra một chỗ nào trong tám hướng và mười phương, không có lọt chỗ nào hết, cho nên gọi là thế gian. Vậy là nếu mà định nghĩa rõ để các vị biết rằng từ đây về sau các Phật tử học Phật học phải biết rằng khi người ta dùng cái từ thế gian là nói đến sự lưu chuyển liên tục, ngày và đêm cũng giống như sáng và tối, tức là ba thời nó không có dừng trụ. Và chính vì cái từ thiên lưu, tức là nó chuyển dịch như vậy mà nó tạo thành cái thế giới vũ trụ này, cho nên gọi là thế gian. Và như vậy trong cái đầu câu định nghĩa đầu tiên nó rằng thế gian vô thường. Là nó vô thường là sao? Là nó không có một cái thực tại vĩnh cửu. Mình nói vừa nói qua là nó trở thành quá khứ. Mình muốn chạy đến tương lai, mình chưa kịp chạy đến tương lai thì nó đã thành hiện tại. Giữa hiện tại, quá khứ và tương lai là nó là một trục dính với nhau, không có rời với nhau. Cho nên khi nói tới thế gian vô thường hay là quốc độ nguyên thí, quốc độ là cõi nước. Cái chữ thứ hai là chữ quốc độ, các vị biết chữ cõi nước này á, có nhiều người tưởng đâu là về vật chất á, là quốc độ nào ví dụ mình đang sống này là cõi nước. Cõi nước dịch ra là nó mong manh, nó giòn bở, dễ bở bể. Chữ nguyên thí tức là giòn bở. Như vậy thì thế nào gọi là cái thế giới quan này, nó tại sao là nó vô thường vậy? Bởi vì cái quốc độ, ngay cả cái xã hội mình đang sống cũng giòn bở. Hay nói một cách khác là gì? Ngay cả cái chế độ mà mình đang tồn tại nó cũng không thật. Nó dễ dàng thay đổi lắm. Cho nên nếu người nào cứ đem vào cái thế giới, tức là tôn giáo mình đưa vào con đường của xã hội chính trị là sai lầm. Tại vì một cái thể chế này nó không bao giờ tồn tại lâu hết. Các vị cứ biết rằng nếu mà ở Việt Nam mình á, 1000 năm hay là mấy ngàn năm dân hiến, là nó qua bao nhiêu triều đại không? Những cái triều đại thịnh rất là nổi tiếng như là Đinh Lê Lý Trần, có nhiều thời đại kéo dài tới 200 năm rồi cũng phải thay đổi. Rồi cái thể chế mình gọi là thể chế chính trị. Thể chế chính trị một quốc gia, ví dụ bây giờ mình đang ở một thế giới Úc này, chúng ta có hai cái đảng là gì? Tức là đảng lao động và đảng tự do, liên đảng tự do. Nhưng mà nó không có bao giờ chắc chắn hết trơn á. Nó thay đổi, nó có thể là cái bằng thay đổi trong một năm, có thể thay đổi trong 4 năm, trong 8 năm, nó không bao giờ bền bỉ đâu. Cho nên cái quan điểm đầu tiên của người học Phật là không bao giờ bám chấp vào cái quốc độ nguyên thủy này. Không bao giờ dựa vào một cái thế lực gọi là chính trị tồn tại này để bảo vệ cho cái con đường phát triển của Phật giáo.
Đây là cái vấn đề rất là quan trọng mà khi các vị học Phật các vị phải phải có suy tư. Bởi vì nếu cái này mà nó mạnh á thì Phật giáo mình lên cao. Rồi một mai á cái này nó suy tàn thì Phật giáo mình sẽ suy tàn biến hoại. Cho nên Phật giáo là con đường của giác ngộ, của chứng thực, của chân lý tu tập, chứ không phải là dựa vào một thế lực để tồn tại. Cho nên chỗ này cái câu thứ hai là quốc độ nguy thí, thì các vị biết rằng trong quốc độ này là cái gì để bền vững không? Ngay cả cái địa cầu mình nó lớn như vậy đó, đừng nói tới quốc gia. Chúng ta có hai cái phân tích để thấy rằng là một mặt á thuộc về nghĩa là vật thể nó không thật. Giống như mình nói rằng năm ngoái á, thì chúng ta có tsunami ở Nhật Bản, rồi trước đó mấy năm nữa thì mình có là tsunami của cả châu Á. Cho nên là giữa bãi biển mà biến thành nương dâu à, rồi bên bồi bên lở, rồi cả một thành phố vậy biến thành cả biển nước, hay là cả thành phố biến thành lửa, giống như những trận cháy rừng của Sydney của mình chẳng hạn vậy. Nó không thực, nó mỏng manh, nó giòn bở là như vậy. Và các vị có thể đã thấy là ngày hôm qua đây á, à không phải hôm qua mà cách đây mấy ngày, ngày 15 tháng 2 các vị có nghe đó là thiên thạch không? Thiên thạch đó là bây giờ người ta cũng nói là Maya nó chạy nó đi ngang gần nước Úc á, phải mà nó vô nước Úc thì còn mệt nữa. Nhưng mà thiệt ra phải là nó vô nước Úc. Mà nếu mà thiên thạch đó mà nó trực tiếp gia vào cái địa cầu á thì không chắc gì mà có thể là bền. Cũng giống như là mấy ông Bắc Hàn mà không buồn buồn, không cứ nhè dưới đất ngọn thử bông nguyên tử á, thì cái quả địa cầu mình đang gọi là cái vật bền bỉ này chẳng có gì gọi là bền bỉ cả. Nó chấn động đến mức độ là vỡ địa cầu. Thì như vậy người ta có thể thí dụ rằng một cái tảng thiên thạch, và các vị biết là hiện nay á, qua địa cầu chúng ta nó luôn luôn di động trong cái vũ trụ này, và có nhiều chung quanh mình á, trong ngoài vũ trụ nó có nhiều cái thiên thạch lớn lắm, thiên thạch là đá trời. Mà cái thiên thạch này các vị biết là nó khi mà cái sức hút của địa cầu hoặc nó đi gần quá, nó đi ngang qua gần quá, có thể là va chạm vào cái địa cầu của chúng ta. Và nếu mà cái thiên thạch nó càng lớn như nào thì cái xác suất về hủy hoại cái địa cầu nó càng lớn hơn. Cho nên nó chỉ rơi vào khi mà nó nổ lên trên không trung á, mà nó rơi vào những cái đất nước mà mình gọi là của thành phố, những thành phố của Nga đó, thì các vị biết là cái thiên thạch nó nổ cách bao nhiêu cây số không? Từ 25 từ 30 cây số, tức là cách mặt đất này nó nổ như vậy, chứ không phải là nổ chỉ có 10 hoặc 11 ngàn thước, tức là 10 cây số không, mà nó nổ cách cái địa cầu của mình á, mặt đất của địa cầu nó nổ cách từ 25 đến 30 cây số. Nhưng mà cái sức tác hại của nó nổ thiên thạch nó ra không á, thì các vị tưởng tượng là khoa học gia đã tính rằng riêng về cái sức nổ và sức chấn động á là nó mạnh bằng 20 lần của nguyên tử thả ở thành phố Hiroshima và Nagasaki. Sức nổ của nó như vậy. Cho nên chỉ riêng khi mình nó nổ ra, nó vỡ ra những mảnh nhỏ, nó dâng vào những cái thành phố của Nga không á, là sơ sơ là người ta tính là bị thương á là 1.200 người, gọi là dâng mảnh á, dâng đạn nhỏ, mình gọi là ai mà nói gì mà nó ghê quá, nổ quá, làm gần pháo mình cũng sợ nổ dâng. Mà cái này không phải là pháo, mà cái này là thiên thạch nó nổ không, nó dâng vào, tức là nó xâm nhập vào cái mặt đất, cái quỹ đạo mà nó xâm nhập vào trong địa cầu chúng ta, những cái viên đá nhỏ nó rơi xuống những cái mảnh vụn đó, nó tạo thành những cái chấn động và bị thương như vậy. Và nghĩa là khoa học hiện nay người ta tính rằng cái thiên thạch đó các vị biết không, nó lớn là bao nhiêu, nhỏ hơn cái nhà của mình, nhỏ hơn cái chánh điện này, tức là đường kính chỉ có 10-15 mét thôi. Và được tính ra với đường kính 15 mét này đó thì cái thiên thạch đó, cục đá trời đó, nó nặng 70 tấn, 70.000 tấn, nó nặng như vậy. Và khi nó nặng vậy rồi mà các vị biết là nó nổ hay nó va vào ở trong, chưa có vào trong địa cầu, nó chỉ nổ cách mình là vào khoảng là 25 tới 30 km, và tổn thất riêng ở Nga bây giờ là tỉnh tổn thất vào khoảng 33 tới 35 triệu đô la tiền là tổn thất, nó hủy hoại vậy. Do vậy nếu mà nói theo trong kinh của Phật nói là cái thế giới này là nó rất là giòn bở, rất là giòn bở, không có gì là thật. Và nữa là cái mình gọi là cái tốc độ, cái thời gian của cái máy bay mà Boeing mình đi nó đi 1.000 km/h, và tốc độ mà của ánh sáng đi là người ta nói là những cái phi thuyền là siêu âm thanh, người ta đi 2.000 tới 3.000 km/h.
Nhưng mà cái thiên thạch này khi mà muốn đi vậy và muốn vào cái đất mình nó phải đi đi với một tốc độ là 64.000 km/h. Khoa học bây giờ hay lắm, các vị thấy không? Người ta tính là cái bằng chi ly tính tất cả được những điều đó. Nhưng mà không có thể nào có thể tính được cái vấn đề giòn bở của nó, tức là cái sự bình an của nó. Hay nó muốn vô đâu nó vô, muốn ra đâu nó vô, chứ mình không thể tính vậy được, mình làm cho nó lệch lạc được. Bởi vì vậy cho nên trong bài kinh này mình nói rằng là thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thí, tức là giòn bở. Hai từ này cũng là mình sẽ nói trước, mình sẽ nói trước trong bài hôm nay. Tức là thứ nhất á, nói về nghĩa là cái nhân sinh quan thì mình chưa nói, mình chỉ nói về cái vũ trụ quan thôi. Vũ trụ quan gọi là thế giới quan, thế gian quan. Để mình thấy rằng là lâu nay mình cứ bám giữ gọi là cái phần bảo vệ, rồi ngay cả mình thấy rằng cái ngôi nhà của mình nè, cái ngôi nghĩa là chánh điện của mình nó quy mô, nó kiên cố vậy, nhưng mà thật ra ngay trong bản chất nó đã vô thường, nó đã hủy hoại, hư hoại trong đó. Nếu 100 năm sau mình sinh trở lại thì cái này nó chẳng còn gì đáng giá nữa, không có gì gọi cứng nhắc nữa. Tức là ngay trong tích tắc nó đã có sự hủy diệt trong những cái thế giới quan đó, mình cũng phải thấy được điều đó. Và điều này cũng đồng nghĩa là khi mà nhà thơ Lý Bạch á, ông làm trong cái bài gọi là Tương Tiến Tử, ông nói gì? Ông nói rằng là quân bất kiến, tức là anh có thấy, anh có thấy chăng? Gọi là gì? Hoàng Hà nước tự trời cao, tức là sông Hoàng Hà đó, nghĩa là nước của sông Hoàng Hà nó do trên trời mưa xuống nó tạo thành cái sông Hoàng Hà, là sông rất lớn của Trung Quốc. Mỗi năm mà các vị có dịp qua bên sông Hoàng Hà, các vị thấy mà cái bằng nó dậy sóng, nó sóng còn hơn biển nữa, nó lên tới đất liền, thậm chí là nó trôi luôn cả xe. Mỗi năm Trung Quốc họ đi đến họ coi, nghĩa là cái sông nghĩa là Hoàng Hà hoặc coi sông Dương Tử, nó cũng có những cái trường hợp nổi sóng như vậy. Thì khi mà nhà thơ Lý Bạch ngày xưa đó đã làm câu thơ đó, tức là anh có thấy quân bất kiến đó, nghĩa là Hoàng Hà nước tự trời cao nhưng mà xuôi ra biển cả chẳng bao giờ về, tức là khi mà nước nó chảy ra biển rồi thì nó không bao giờ trở lại cả, không bao giờ trở lại cái sông Hoàng Hà đó. Cũng giống như là con người ta vậy, và cũng cảm thán ông nói rằng nhưng mà quân bất kiến, tức là anh có thấy không, cha già là một người đàn ông hoặc là một người cha, tức là cha già làm gì, cha già soi bóng hay là soi trong kính, tóc đã gì, điểm xương điểm bạc. Mỗi lần vậy mình soi cái tóc bạc của mình, hay là một người đàn ông hay là một người cha đó, thì sớm vui tối tiếc, ngẩn ngơ chợt buồn, tức là sớm tơ hay là sớm vui. Sớm tơ tức là buổi sớm là nó còn nữa là cái bằng mướt rượt còn xanh tươi, nhưng mà tối biến thành tuyết, giống như là Cụ Tử Tư ngày xưa, chỉ một đêm mà suy nghĩ về chuyện báo oán báo hận không, là từ một người đầu đen biến thành một người đầu trắng. Sớm tơ tối tiếc, ngẩn ngơ chợt buồn, anh có thấy chăng? Khi nhà thơ Lý Bạch hỏi vậy, tất cả các vị có ai suy nghĩ lại cái câu thơ này, tức là nói rằng nghĩa là nói về nghĩa là nhân sinh quan hay là vũ trụ quan, thì Lý Bạch đã gồm mình trong hai câu thơ đó. Nghĩa là nếu về nhân sinh quan thì ông nói sao, vũ trụ quan ông nói trước. Ông nói nghĩa là anh có thấy chăng, Hoàng Hà nước tự trời cao, xuôi ra biển lớn chẳng bao giờ về. Còn nói về con người thì ông nói rằng nghĩa là anh có thấy chăng, nghĩa là cha soi kính tóc bạc phơ, mà xóm tơ tối tiếc, xóm thì tơ mịn màng xanh mướt như tơ vậy, nhưng mà tối thì biến thành tiếc, ngẩn ngơ chợt buồn. Đây là một cái thứ nhất để cho cái người học Phật chúng ta phải thường niệm, thường nghĩ mỗi ngày. Và thật ra mình học trong cái tứ niệm xứ đầu tiên, cái phần của phần bài kinh này đầu tiên á, cái bài giác ngộ đầu tiên là nói về tứ niệm xứ, tức là quán về vô thường. Chữ quán và niệm vô thường không phải để cho người ta sợ hãi, hay không phải để cho người ta bị tiêu cực, nhưng mà phải nhìn sâu hơn để thấy được cái tích cực chuyển hóa trong cái vô thường đó. Nếu mà không có vô thường thì không có tồn tại xã hội, và không có sự thăng hoa, không có sự chuyển biến. Và chữ vô thường đây có nghĩa là không có cố định thời gian, cho nên vì vậy mà nó chuyển biến, thay đổi không ngừng. Cho nên ví dụ như một cô gái, mình thấy là một đứa nhỏ 10 tuổi, một em bé hài nhi 10 tuổi, hay là mới sinh ra gọi là hài nhi còn đỏ,
cho tới nghĩa là 10 năm sau thì mình thấy nó 10 tuổi, nó vậy thôi. Nhưng mà cho đến khi mà nó 18, 20 tuổi, nó trở thành một cái giai nhân tiền sắc, nếu không có sự vô thường, không có sự chuyển biến á, thì sẽ không có giai nhân tiền sắc. Và nếu mà không có giai nhân tiền sắc rồi á, thì 30 năm sau hay 50 năm sau là thành gì? Bà ngoại rồi tới bà cố, bà cố ngoại. À, cho nên mình thấy rằng cái chỗ vô thường chuyển biến đó, cho nên con người mình từ hồi trai trẻ mạnh mẽ là nó cho đến một ông già, nhưng mà nó là vô thường, là thị thường, thì chính nhờ cái vô thường đó nó chuyển thêm một cái nữa là mình mới vô trong quan tài, rồi mới bắt đầu cái là thiêu xong rồi mới thành cát bụi, rồi nó mới cho một cái thế hệ mới đi ra. Chứ nếu mà một ông già mà sống từ hồi cố đại bành tổ lai hy tới bây giờ thì chỗ nào mà con nít sống, chỗ nào cho trẻ con lớn lên? Và nếu mà mình cứ đẹp mà đẹp hoài vậy thì làm sao mà thấy được những cái thế hệ mới, những con cháu mình nó lớn lên nó đẹp đó. Cho nên chính cái chỗ đó người ta gọi là vô thường thị thường. Chính cái vô thường đó là sự thường, là dòng chảy liên tục vậy nó mới tồn tại. Chứ nếu không thì các vị thấy là ví dụ như giờ cái thiền viện Minh Quang hôm nay mà các vị đang ngồi đây nè, 50 năm về trước các vị biết là gì không? Là một miếng đất trống hoặc là rừng quang. Rồi cho tới người ta cất nữa là ba cái nhà phai rồ, nghĩa là cái bằng lên để là làm chủ. Nếu mà người ta cứ tồn tại ba cái nhà phai rồ đó 50 năm, nó đâu có cái chùa vậy. Do cái chỗ gọi là vô thường, nó không thật đó. Không thật ở đây có nghĩa là không có cố định nó, cho nên được mua lại và đổi thành một ngôi ngôi chùa đó. Vì vậy cho nên chúng ta mới có một cái tổ đình, chúng ta có một ngôi chùa Minh Quang, hay chúng ta có một cái chỗ mà ngồi nghĩa là được an trú vậy. Nhưng mà các vị cứ tính rằng 100 năm sau thì nó sẽ ra làm sao? Chưa ai nói trước được điều đó. Cho nên chính vì chỗ ý niệm vô thường thị thường này á, là cái người Phật tử hay cái người con Phật á, đệ tử Phật á, phải thường luôn luôn quán sát. Bởi vì nghĩa là ngay cả quốc độ nó giòn bở, nó nguy thí lắm, mới thấy nó đang nghĩa là rừng mênh mông bạc ngàn vậy, coi như giàu có vậy, đùng một cái nó cháy rừng trở thành biển lửa. Rồi nước nó đang êm ả vậy, đùng một cái là mưa chừng một tuần lễ rồi bắt đầu là ngập lụt mênh mông, không có gì gọi là bảo đảm chắc thật hết. Nhưng mà do cái chỗ gọi là vô thường đó mà người học Phật phải nhận thức được rằng chính cái sự đó là không có một chủ thể đó mà con người không phải vướng vào chỗ đó để rồi khổ đau, không thể vướng vào chỗ đó mà cảm thấy hạnh phúc để rồi khi nó tan vỡ giống như bọt biển mình trở nên khổ đau. Bây giờ mình chưa nói tới cái nhân sinh quan, mình chỉ nói tới cái vũ trụ quan thôi, tức là phần hôm nay mình nói tới phần thứ nhất là vô thường. Thì chúng ta sẽ học rất nhiều về cái từ vô thường. Nếu mà người nào không có thường quán xét, phải ở đây gọi là ngày đêm thường suy nghĩ. Chứ nhiều người nói rằng cái chuyện đó ai cũng biết rồi, chuyện vô thường ai cũng biết rồi, nhưng mà mình không thường suy nghĩ là khi nó xảy ra mình vẫn gì? Vẫn khổ đau. Thí dụ giờ đó là mình đi du lịch hay đi đâu rồi, đi quay về lại không còn cái chùa nữa, mình cũng khổ đau đó. Cho nên phải làm sao mà cái bằng lặp đi lặp lại ngày đêm cứ quán sát rằng nếu hôm nay mình mở mắt ra nó còn thì còn, mà nó ngày mai mình mở mắt ra nó mất thì cứ để cho nó tự nhiên, thì như vậy người ta mới gọi là chứng được lý vô thường. Còn nếu mà ngày mai mở ra nó nói trời ơi hết trơn rồi, mấy cây kiểm trồng ăn trộm lấy trơn rồi, trời đau khổ quá trời, nó xót ruột đau đớn vô cùng, phiền muộn vô cùng, đó là nói vô thường mà không chứng được vô thường. Rồi chưa kể xung quanh mình những gì? Đất đai, tài sản, tên tuổi vậy đó, đứng tên này kia, rồi đến dừng đó là cái đột nhiên cái là ai nghĩa là cái bằng họ đó là lấy trộm giấy tờ, cái là họ làm mua đem đi cầm ngân hàng, cho nên là mất nhà mất cửa không phải là của mình nữa, có đau khổ không? Cho nên giữa cái thái độ của bậc thánh và của người phàm nhân nó khác nhau một chỗ đó. Đức Phật nói rằng thế nào là phàm phu, thế nào là thánh nhân? Phàm phu là người nghĩa là luôn luôn cho rằng mắt là của ta, mũi là của ta, thân là của ta, sắc thọ tưởng hành thức là của ta, thân thể là của ta, tự ngã là của ta, và những đối tượng của tự ngã là vợ của ta, nhà của ta, quốc gia của ta, dân tộc của ta, tất cả những gì của ta đó. Cho nên vì vậy khi những cái đó biến dị và thay đổi thì người đó đấm ngực khóc than trách móc trời đất và hận thù cuộc sống, đó gọi là vô văn phàm phu. Còn bậc thánh là gì? Bậc thánh là không thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc pháp là của ta, không thấy những gì lệ thuộc chung quanh chúng ta, vợ con, nhà cửa, không phải thấy nó, chấp mắt nó là của ta, vĩnh cửu. Do vậy khi những đó có sự biến dị, thay đổi
dù là quốc gia, dù là chế độ, dù là nhà cửa hay là con người, thì người đó không đấm ngực, không khóc than, không rên rỉ, không sầu bi và tự tại an nhiên, thì đó được gọi là bậc thánh. Khác nhau chỗ đó thôi. Cho nên các vị theo nghe kinh khi nghi cơ gia, nó là nhận xét rất là tinh tế và rõ ràng. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là một bên á thì bám chặt khổ đau, than trách và hận thù, một bên là gì, không bám chặt, buông ra, tự tại và không có hận thù. Đó gọi là bậc thánh. Cho nên từ ý niệm này chúng ta mới lấy ra được cái là vấn đề, nếu người nào ngày và đêm gọi là cái bằng trú dạ, trong câu kinh này nói rằng là nếu chúng ta ngày và đêm trú dạ, và nếu mà trú dạ lục thời, sáu thời ngày và đêm mình đều nghĩa là quán sát, nghĩa là gì, thế giới này là gì, thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thí, tức là giòn mở, là mỏng manh. Chúng ta nói về mỏng manh của vật chất là chúng ta nói về tai nạn, về thiên tai, về thiên thạch. Nhưng mà chúng ta cũng nói về cái thứ hai là giòn mở của gì, của chế độ chính trị, là không có gì tồn tại cả, và không có gì mà phải tin tưởng như một chế độ chính trị hứa hẹn, không có mong đợi điều đó, để rồi khi chế độ đó không làm chúng ta thỏa mãn, chúng ta trở nên khổ đau. Vì vậy có nghĩa là chúng ta có một cái nhân gọi là thế giới quan rộng rãi vậy đó, thì chúng ta hiểu được hai cái từ gọi là vô thường của Phật pháp. Chứ nếu không là mình làm đệ tử Phật mà mình không học được cái này, có nghĩa là mình biết được vô thường nhưng mình không thường quán niệm vô thường, không thường sống với vô thường, cho nên khi xảy ra là mình sẽ khổ đau. Bởi vậy ở các vị biết Việt Nam có nhiều người lần đầu tiên đi chùa, trời ơi, nghĩa là ngày rằm tháng giêng bật bộ đồ ngon lành, nghĩa là cái bằng mang dài, nghĩa là đắt tiền dài da bóng láng, vô trong chùa thấy là bắt bỏ dép, bỏ dài ra, xong đi ra lại ra để lại đôi dép rách, nắm đôi dép rồi nghĩa là cái bằng từ đây về sau thì không bao giờ đi chùa nữa. Chùa gì mà tham lam là cái bằng cướp cạn, đau khổ vì một đôi dài mà cái ngày Tết mà lại cái là mang đôi giày đẹp tới cuối cùng ra mang lại đôi cái dép rách, thì các vị có vui vẻ không? Không vui vẻ. Bởi vì chỗ này là chỗ giác ngộ, nó thấy ngộ là nó giác rồi. Cho nên như vậy mình tức đến nỗi là giống như chùa, cái gì đó chùa là trước Tết là cái bằng mấy cây kiển này kia là bị nghĩa là nhổ mấy cây bonsai, mấy cây đẹp lấy rồi, lấy lần thứ nhất rồi, lấy lần thứ hai. Rồi thậm chí lần thứ hai là nó đệ tử trong chùa chúng em phải thức đêm canh khuya, canh ở ngoài đó để canh trộm nữa. Cho nên có vật chất thì người ta càng khổ. Lúc đó thầy mới nói rằng có một điều nữa là làm là không sợ mất nữa là gì? Không có. Không có mấy cây đó thì không có sợ mất nữa, cho nên không có lý do gì mà phải thức canh để xem là gì. Không có cây thì lấy gì đâu mà lấy. Tại vì từ ngày có cây mới bị lấy, mà có lấy thì mới sợ mất. Cho nên chính chỗ này là cái chỗ là nguyên lý của cái từ vô thường. Nếu khi nào mà người nào học được mà thâm nhập được cái từ vô thường, thì người đó mới thấy rằng đối diện với tất cả các pháp mà không bị khổ đau, không bị chấp mắc, thì người đó được gọi là tự tại, là đệ tử Phật. Còn nếu không là mình vẫn còn phải bị dướng hoài, mình cứ tưởng là ngôn ngữ vô thường thì dễ quá, ai cũng biết hết, là quán vô thường thì con ai cũng biết hết, vô thường là không có thật, không có thường bền, luôn luôn di chuyển, gọi là của thế gian, gọi là thiên lưu. Nếu mà các vị học điều đó, tức là các vị định nghĩa bằng gì? Là ngôn ngữ, định nghĩa bằng tri kiến thôi. Còn thực chứng được là khi nào mà các vị nghĩa là xảy ra chuyện mà các vị tự tại. Nếu lại Phật đi ra không có đôi dép thì đi chân không. Mà nếu không có đôi dép thì nhờ nó lấy được đôi giày này thì mình mua nhiều đôi giày khác, có cơ hội đến để đi mua đôi giày khác. Nếu lỡ bể cái chén này thì sẽ có dịp mà đi mua chén khác. Nếu lỡ bị người ta đụng xe, hư xe thì nhờ có dịp này mà thay đổi một chiếc xe mới, nhiều khi tốt hơn cái cũ mình cũng nữa. Nó rõ ràng vậy thôi. Khi nào mà các vị nghĩa là các bạn có thể tự tại được trong cái nhìn, trong cái quan sát vậy, thì lúc đó mới đầu các vị mới nghĩa là cảm nhận, mới chứng ngộ được một chút nào đó cái ý niệm của gọi là gì? Gọi là thường, ngày đêm thường quán niệm của vô thường. Đó. Thôi bây giờ hết giờ rồi. Bây giờ mình chỉ nói cái phần thứ nhất thôi, không có điều giác ngộ thứ nhất, chúng ta chỉ mới đi cái phần thứ nhất thôi mà cũng chưa có hết ý để từ vô thường nó còn sâu xa hơn nữa trong quá trình đó thôi. Nhưng mà chúng ta chỉ nói thứ nhất là ý niệm thứ nhất là nó vô thường là thị thường, nhưng mà mình cần phải sống và nhờ có vô thường mình mới thấy giá trị cuộc sống. Nếu không có vô thường rồi đó thì nó chán kinh hồn, người ta sẽ chán. Rồi ngày mai hay là lần tới chúng ta sẽ nói về cái ý niệm thứ hai, về cái vấn đề nhân sinh quan của cái điều giác ngộ thứ nhất. Bây giờ chúng ta ngừng lại ở đây, rồi hồi hướng xong rồi các vị để dành lại suy nghĩ cái ý nghĩ này.
Lần tới chúng ta sẽ tiếp tục vào cái phần thứ hai của điều giác ngộ thứ hai. Chúng sanh chọn thành Phật đạo.